Hello, chào mừng mọi người đến với cái vlog đầu tiên của mình trên YouTube. Và trước khi bắt đầu video thì... Lại. Alo, 1234, 1234. Alo, alo. Mình test mic tí mà, vì là lần đầu tiên cầm camera nên là hơi hồi hộp một tí. Như mọi người thấy đấy, Thùy Linh đang cầm máy của mình và nó đã quay ra một vài shot như thế này, khá là khó hiểu. Nói nhảm tí thế thôi, giờ thì cùng đi chơi với chúng mình nhé. Hôm nay thì bọn mình đi ăn sinh nhật, tiện thể bọn này chưa đi tàu điện, thế nên là chúng mình cùng nhau đi luôn. Bọn mình xuất phát từ ga tàu Cát Linh và để cho thoải mái thì bọn mình mua vé theo ngày. Vé đi thoải mái trong một ngày là 30.000. Mua vé xong rồi thì phải 45 một cái, check in đã rồi mới đi cơ. Giờ thì cùng nhau đi thang máy lên thôi. Trộm vía của mấy đứa bạn rất là hiểu ý mình, cũng biết quay cho mình đi lên đấy. Đến đoạn này là siêu siêu ngáo luôn, kiểu mỗi đứa đi một hướng ấy. Ý của mình là đi xuống tàu cuối ngồi cho vắng ấy, mà bọn nó chẳng hiểu ý gì cả. Cứ mỗi đứa vào một toa, xong rồi ới nhau qua ở nhau lại. Chán ghê, nhưng mà thôi, cuối cùng cũng cùng nhau lết được xuống toa cuối rồi. Đấy, lên được toa tàu mà hết cả hơi, Linh trộm vía, bước chân lên tàu mà như kiểu đang ở trong phim ấy, rất là hứng thú luôn. Và sau đây là vài shot quay nghiệp dư, cùng cách edit cũng nghiệp dư nước của mình, mọi người cùng xem nhé. Chờ đã, đúng lúc này cam lên đến đây, cho mình cười cái phát này, 2, 3, chi. Và giờ thì cùng xem nào. Sit on my bed, I got nothing to do. Take out my phone, one second, write to you. I'm really bored, please don't ignore. Started as fun, now I randomly know. You love rainy days and you still live at home. Xin lỗi mọi người vì sự cô lụt này. Nhưng đây cũng là shot quay cuối cùng trên đoàn tàu ngày hôm nay rồi. Giờ để tiếp tục với kế hoạch đi ăn sinh nhật thì bọn mình sẽ đi ăn thịt nướng, địa điểm là Yuk Sam, cơ sở Trần Thái Tông. Đến lúc tối nay là đứa nào cũng đói rồi, ăn rất chi là ngon miệng luôn. Bọn mình chọn xếp buffet 235.000. Nhìn chung so với giá này thì với chất lượng mình khá là ưng luôn. Có một điều là vì nướng đây cháy rất là nhanh. Mặc dù anh nhân viên cũng ngay lập tức thay đại vị, nhưng sau đó vẫn phải chờ một lúc để vị đủ nóng mới nướng được thịt. Và đây là chúng tôi trong lúc chờ thịt chín, làm đủ cho mèo, chụp check in các thứ, quay check in mới đúng chứ. Đấy, có hai ông bạn làm nửa mày nửa mặt lắm. Ba đứa con gái chỉ vì ăn thôi, còn lại hơn con trai làm hết. Thế là được một bữa thịt no nê, còn mấy loại thịt đây mềm phết, ăn no nê ngon miệng. Ăn cứ hết một miếng, rồi lại thêm miếng nữa. Mà mì lạnh ở đây, cùng với canh ngon biển ngon cực, ăn với thịt còn gì bằng. Rồi bằng phép màu ở đấy, máy của mình rơi vào tay bọn kia, và những chuyện này đã xảy ra. Giờ thì bye bye, giờ thì bye bye. Tiến bảo bây giờ người yêu tao, ok chưa? Ôi dồi ôi, ghi được, ghi lại rồi hả? Thế là quay chưa? Cảnh Trần Tinh bảo trên bảng người yêu tao rồi. Đây là cảnh mình nướng thịt, hết lòng vì bạn bè. Và cả cảnh mình từ chỗ nướng thịt, bay sang, chen vào khung hình nữa. Ăn xong bữa nướng là đến bữa tiệc cuối cùng, thổi bánh sinh nhật. Bên tôi cách nhỏ xinh, có mặt hai chó này. Bọn mình cũng nhất quyết, không cho bọn nó mở mắt ra xem. Từ từ, thắp đi đã, thắp đâu, bật lửa đâu. Đây, đây, đây. Ui, con chó này, con chó. Không được. Chưa nhìn thấy. Rồi, từ từ nhắm mắt nhá. Nhắm mắt vào nhá. Rồi. Nào. 1, 2, 3, mở mắt. Hai con chó kìa. Nào, từ từ. Chưa. Nào, hát nhá. 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Nắm mắt, sắp tay, sắp tay ướt, sắp tay ướt. Tay ướt đi. Ai gọi đây? Thôi tao biết. Sắp tay ướt đi à? Tí nhé. Tao ướt xong rồi. Rồi, rồi thôi đi. 2, 3. Và kết thúc của ngày hôm nay chính là phần mở quà. Thế là một bữa tiệc sinh nhật nữa cũng đã thành công tốt đẹp. Đến đây, video YouTube đầu tay của mình cũng đã kết thúc rồi. Giờ thì bye bye!